Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường khách quốc tế rất quan trọng đối với du lịch Việt Nam. Nếu chậm trong việc áp dụng hộ chiếu vaccine, mở cửa thị trường quốc tế sẽ khiến Việt Nam bị chậm cơ hội khôi phục du lịch. Do đó, cùng với các biện pháp bảo đảm an toàn để phục hồi du lịch nội địa khi dịch được kiểm soát, nghiên cứu thí điểm đón khách quốc tế đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ ngành triển khai. Trong đó cần nghiên cứu kỹ nên thí điểm ở những điểm đến nào, sản phẩm du lịch gì, marketing ra sao, đi kèm với các biện pháp về kiểm soát khủng hoảng nếu bùng phát dịch bệnh.